X51 Story mến chào quý thính giả. Trung Hoa cổ xưa có rất nhiều nhân vật thần bí, kỳ tài. Nhưng kể đến nhân vật thần bí nhất thì dân gian thường kể đến Quỷ Cúc Tử. Quỷ Cúc Tử là bậc thần bí kỳ tài, tiếng tăm lừng lẫy thời chiến quốc của Trung Hoa cổ đại. Ông không chỉ được biết đến là nhà chính trị, ngoại giao, mưu lược tài giỏi mà còn là người tinh thông đoán mệnh, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Tương truyền ông là thầy của Tôn Tẫn, Bàng Quyên, Tô Tần và Trương Nghi. Ông tài năng xuất chúng nhưng thích ẩn cư nơi hoang vắng, không màng thế sự. Giống như cái tên của ông, cuộc đời Quỷ Cúc Tử cũng nhuốm một màu huyền thoại. Quỷ Cúc Tử tên thật là Vương Thiền, tự là Hủ, người đời Tấn Bình Công thời chiến quốc. Bởi ẩn cư trong núi Quỷ Cốc nên người đời thường lấy hai chữ Quỷ Cốc làm hiệu gọi ông. Tương truyền, ông rất tài giỏi lại giản dị, chất phác, chưa từng để lộ tài năng ra ngoài. Các bậc quân vương thường cử người đến mời Quỷ Cốc tiên sinh xuống núi giúp nước nhưng ông vẫn luôn từ chối, chỉ một lòng tu đạo. Ông vốn là người có tư chất thông minh thiên bẩm. Từ năm 2 tuổi, Quỷ Cúc Tử đã bắt đầu đọc sách, 5 tuổi bắt đầu học tập toán quái, hơn 10 tuổi đã trở thành thầy xem bói, xa gần đều biết tiếng. Vì vậy, dân gian cũng cho rằng ông là ông tổ của thuật lý số, phong thủy. Ngoài ra, về các môn như y dược, binh pháp, lý luận, Quỷ Cúc Tử đều thông thạo cả. Vào thời Tần Thủy Hoàng, nước Đại Uyên nơi Tây Vực có rất nhiều người hàm oan mà chết, thi thể nằm ngổn ngang bên đường nơi cánh đồng hoang. Có loài chim ngậm đến một loại cỏ lạ, đắp lên trên mặt của người chết liền sống lại. Quan phủ bẩm báo việc này lên Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng liền sai người đem loại cỏ đó đi thỉnh giáo Quỷ Cúc Tử tiên sinh. Quỷ Cúc Tử tiên sinh nói, trong biển cả có 10 đảo tiên, chúng là Tổ Châu, Danh Châu, Huyền Châu, Diêm Châu, Trường Châu, Nguyên Châu, Lưu Châu, Quang Sinh Châu, Phụng Lân Châu, Tụ Quật Châu. Loại cỏ này là cỏ bất tử ở Tổ Châu. Cỏ này sinh trưởng ở ruộng Quỳnh Ngọc, cũng gọi là dưỡng thần chi. Lá của loại cỏ này giống như củ con của cây niễng, chỉ sinh trưởng một mình, không phải mọc thành từng khóm. Một cây cỏ bất tử này có thể cứu sống được hơn cả nghìn người. Tô Tần, Trương Nghi đều là môn sinh đắc ý của ông nhưng trong mắt Quỷ Cúc Tử, họ chỉ là những kẻ nóng vội lập công danh, không thể theo đạo đến cùng. Họ hoàn toàn đủ căn cơ để có thể tu luyện đắc đạo thành tiên nhưng rồi lại mê lạc trong chốn hồng trần. Tô Tần, Trương Nghi đều đã từng học tập sách lược, hợp tung liên hoành, từ ông. Hai người họ dự tính đi du thuyết chư hầu các nước, dùng gian trá và mưu trí mà tranh đoạt, loại trừ lẫn nhau. Chứ không dùng chủ trương của đạo gia để cảm hóa chư hầu, xóa bỏ chinh chiến và phân tranh. Đây là bởi vì lý luận của đạo gia vô cùng cao thâm sâu huyền diệu, những người nông cạn tầm thường vốn không thể nhận được chân truyền của đạo gia. Đạo học mà ông tôn sùng ngày càng không được người đời lý giải tiếp nhận, vô cùng đau lòng, thường vừa thở dài vừa giảng giải lý luận của đạo gia cho Tô Tần, Trương Nghi. Nhưng Tô Tần, Trương Nghi trước sau vẫn không thông hiểu được. Dù biết Tô Tần, Trương Nghi đều không thể đắc đạo thành tiên, nhưng vì sao ngay từ đầu Quỷ Cúc Tử vẫn thu họ làm đồ đệ và truyền thừa những tinh hoa trong môn của mình? Lý do là bởi ông đã nhìn thấy được số trời an bài hai con người này trong một thời đại loạn lạc, chiến tranh liên miên, để họ trở thành một phần tử trong cuộc biến hóa ấy. Tương truyền rằng, một hôm, Quỷ Cúc Tử đang ngồi đà tỏa trong động, chợt nghe thấy tiếng gió lớn thổi qua. Khi đưa tay lên bấm quyết, Quỷ Cúc Tử khẽ cười thầm, đoán định được rằng các nước chư hầu phân liệt khi ấy chắc chắn sẽ giao phó toàn vận mệnh cho hai người kiệt xuất là Tô Tần và Trương Nghi sau này. Ông bèn xuống núi tìm đồ đệ, muốn đem sở học của mình trao truyền lại. Trương Nghi ở An Ấp, nước Ngụy, và Tô Tần ở Lạc Dương đều là những người ôm chí lớn trong lòng, muốn dựng lập sự nghiệp vĩ đại. Vì vậy, họ thường cùng nhau đàm luận, miệt mài đọc sách thánh hiền, lại đi chu du bốn phương, bái phỏng bậc hiền đức. Hôm ấy, hai người cùng ngồi nghỉ dưới một gốc cây. Trong bóng tối mờ ảo, Tô Tần nhìn thấy một lão nhân có diện mạo kỳ lạ tiến lại về phía mình. Ông lão hỏi hai người họ vì sao phải vất vả như vậy. Sau đó ông nói mình chính là Quỷ Cúc Tử đến từ Quỷ Cốc. Đồng thời, ông cũng lấy từ ngực ra hai cuốn, Âm Phủ và Sủy Ma, đưa cho Tô Tần đọc. Tô Tần lướt qua xem thử mấy dòng thì chợt hiểu ra đây là cuốn sách mà mình đang cần tìm. Đúng lúc này, đột nhiên ông lão có tên Quỷ Cúc Tử ấy thu hồi cuốn sách và chỉ để lại một câu, muốn lấy sách thì đến Quỷ Cốc. Ngay sau câu nói ấy thì ông lão kia cũng biến mất. Tô Tần thất thanh la lớn và chợt tỉnh giấc, lúc này ông mới phát hiện là mình vừa gặp mộng. Đang lúc trong lòng buồn bực thì lại nghe thấy Trương Nghi đang nằm ngủ say bên cạnh nói câu, lão trưởng, ngài đi thong thả. Tô Tần kinh ngạc, lập tức gọi Trương Nghi dậy hỏi, vừa rồi có phải huynh mơ thấy một ông lão tên là Quỷ Cúc Tử không? Ông lão ấy có phải đã đưa cho huynh hai cuốn sách để đọc qua không? Hai người sau khi đối chiếu thì phát hiện quả nhiên đều trải qua cùng một giấc mơ giống hệt như nhau. Hai người vui mừng đến cực điểm, thầm nghĩ trong lòng rằng thành tâm thành ý của họ đã làm ông trời cảm động mà phái thần tiên đến báo mộng điểm hóa. Thế là Tô Tần và Trương Nghi cùng trải qua nhiều ngày tháng cay đắng khổ sở để đến Quỷ Cốc tìm ông già có tên Quỷ Cúc Tử. Hai người họ đi vào Quỷ Cốc tưởng chừng như đang đi giữa chốn bồng lai tiên cảnh. Họ bị hấp dẫn bởi núi xanh nước biếc, hoa thơm cỏ lạ ở hai bên đường.
Đang lúc mắt họ còn nhìn cảnh vật xung quanh thì ông lão trong mộng hiện ra trước mặt họ. Tô Tần và Trương Nghi lập tức quỳ sụp xuống lễ bái vị tiên mà họ gặp trong mộng và cũng lên tiếng xin được ông thu nhận làm đồ đệ. Thấy hai người họ sớm đến như vậy lại khẩn thiết xin làm đồ đệ, Quỷ Cốc Tử lòng tràn đầy vui mừng mà thu nhận. Trước khi hai đồ đệ xuống núi, Quỷ Cốc Tử căn dặn họ. Trong cuộc sống, đường đời khúc khuỷu là chuyện bình thường. Có người khi thuận buồm xuôi gió thì rất hạnh phúc. Bất kể là tài vận hay sự nghiệp đều rất hanh thông. Tuy nhiên, một khi đã đến giai đoạn không suôn sẻ thì lập tức bất mãn. Cả người bơ phờ không có động lực làm bất cứ việc gì. Quỷ Cốc Tử nói, nếu không biết ăn nói, hãy nhớ ba công thức này, ắt chuyển bại thành thắng và ngày càng tốt hơn. Thứ nhất, lời nói điên rồ và lời nói to tát. Điều này rất dễ hiểu, những người hay nói lớn sẽ luôn bị những người xung quanh coi thường. Thứ hai, không bao giờ được nói những lời phàn nàn, đặc biệt là với người khác và với người lạ. Thứ ba, dối trá và vô nghĩa. Những người nói nhảm và vô nghĩa trong thời gian dài chắc chắn sẽ làm mất lòng tin của mọi người. Đối với ba điều trên không thể nói, thà im lặng còn hơn nói ra. Có ba điểm khác cần được nhấn mạnh khi nói chuyện với những người khác nhau. Thứ nhất, nói chuyện với quý tộc, có lòng tự tin. Theo thuật ngữ hiện đại, người giàu là những người có địa vị, chẳng hạn như những quan chức cấp cao và những người giàu có. Khí chất của người này sẽ mang lại cho người ta cảm giác trịch thượng khi hòa hợp với người khác. Một số người rụt rè và nhát gan thường không dám nói khi đối mặt với những quý nhân này và run sợ khi đứng trước mặt họ. Trong tương tác công việc, việc gặp phải những người có địa vị cao hơn mình là điều không thể tránh khỏi. Hãy nhớ phải tự tin khi đối phó với họ. Nếu bạn có thể không kiêu ngạo cũng không kém cỏi, lịch sự và biết kiềm chế, thoải mái, tự tin và bình tĩnh trước mặt quý tộc, thì quý tộc nói chung sẽ nghĩ rằng bạn không đơn giản. Thứ hai, nói chuyện với người khôn ngoan, hãy chân thành. Người khôn ngoan, ở đây dùng để chỉ người thông minh hoặc người có kiến thức, giao tiếp với người như vậy sẽ dễ dàng hơn. Có thể bạn mới mở miệng hoặc bạn chưa mở miệng. Khi mọi người nhìn vào biểu hiện của bạn và mắt, họ biết rằng bạn muốn nói điều gì. Chính vì, nhà thông thái, quá thông minh nên họ có thể dễ dàng nhìn thấu lòng người. Trước người khôn, cách đơn giản nhất là đối xử chân thành với nhau. Đặc biệt là những người thực dụng hơn, họ phải tỏ ra không ham muốn và không ham muốn trước mặt những bậc minh triết có địa vị để họ được thăng chức và sử dụng lại. Đừng bao giờ giở trò, thủ đoạn trước mặt một người khôn ngoan kẻo anh ta sẽ sớm xa bạn về mặt tâm lý. Thứ ba, nói chuyện phiếm, nói chuyện lợi nhuận. Tiểu nhân, bao hàm rất nhiều nội dung, không chỉ là những tiểu nhân trong thương trường mà còn là những người tiểu nhân có quan hệ làm ăn, công việc với họ, vì sự giao du của những kẻ tiểu nhân như vậy, tuy bạn ghét ông ta vì bạn luôn phải đối phó với chúng. Một nhân vật phản diện như vậy chính là nhân vật phản diện được nhắc đến trong Quý nhân so với chính nghĩa, phản diện là so với lợi. Trên thực tế, khi đối xử với một người như vậy, chỉ cần sẵn sàng cho anh ta một số lợi ích mà anh ta muốn, chúng ta có thể dễ dàng thu phục anh ta. Đặc điểm của kẻ tiểu nhân là dụ để kiếm lời, đầu tư kiếm lời thì gọi bạn là anh em, rất thân với bạn nhưng khi có chuyện xong họ sẽ rút lui ngay. Ba công thức trên là những câu hàm xúc được đúc kết từ bậc thầy về nghiên cứu lòng người Quỷ Cốc Tử, nó đã giúp Tô Tần, Trương Nghi sau này trở thành những nhà ngoại giao kiệt xuất thời đó. Sau khi xuống núi, Trương Nghi và Tô Tần phò tá cho hai nước khác nhau và ở hai chiến tuyến đối lập nhau. Tô Tần, khi còn nhỏ, nhà nghèo, bị mọi người coi thường. Khi vua nước Yên chiêu mộ người hiền tài, Tô Tần sang phò tá vua nước Yên và được vua nước Yên là Thiệu Vương tín nhiệm. Tô Tần liền hiến kế sách cho vua nước Yên làm thế nào để trả thù nước Tề đã ức hiếp nước Yên thời gian qua và làm thế nào cho nước Yên hùng mạnh bình định được thiên hạ. Tô Tần cho rằng hiện nước Yên yếu, muốn hùng mạnh phải liên minh chinh phạt nước Tần. Tô Tần được vua nước Yên phái đi du thuyết vua các nước Hàn, Triệu, Ngụy, Tề cùng với nước Yên liên minh với nhau hình thành trận tuyến theo chiều sâu từ bắc xuống nam gọi là Hợp Tung, do vua nước Sở là Sở Hoài Vương đứng đầu để chống lại nước Tần đang hùng mạnh và Tô Tần được phong là thừa tướng của năm nước. Năm 318 trước công nguyên, liên quân năm nước do vua nước Sở khi đó là Sở Hoài Vương đứng đầu tấn công và đánh đại bại quân Tần. Nhưng sau đó liên quân năm nước lại bị quân Tần phản công đánh bại ở Hàm Cốc Quan. Trong khi đó, người bạn cùng lớp của Tô Tần là Trương Nghi, người nước Ngụy lại sang phò tá vua Tần. Khi thấy Tô Tần thực hiện chiến lược Hợp Tung để tấn công nước Tần, Trương Nghi thuyết phục vua Tần cần phải hình thành liên minh với các nước như Tề, Yên, Triệu, Vệ, Hàn để lập một phòng tuyến theo hàng ngang kéo dài từ đông sang tây gọi là Liên Hoành, nhằm phá thế Hợp Tung của Tô Tần. Vua Tần khi đó là Tần Huệ Vương tán thưởng và cử Trương Nghi đi du thuyết các nước trên, từ đó hình thành thế trận Liên Hoành chống lại thế Hợp Tung của Tô Tần. Cuối cùng, Tần phản kích và đánh bại liên quân năm nước ở Hàm Cốc Quan, bắt sống tướng Thân Sai, là tổng chỉ huy và tiêu diệt 82.000 quân liên minh, từ đó phá tan Hợp Tung của Tô Tần. Nước Tần từng bước hùng mạnh mà sau này khi Tần Thủy Hoàng lên ngôi đã từng bước thôn tính các nước lập ra nhà Tần. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này.
Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.